Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian giờ tiệc thanh cuộc đời ta.
ngọt hòa hạnh phúc, nguồn bình an tràn chứa đời ta. Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca, chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa. Qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được cùng nhau bên Chúa thỏa lòng con ước mơ. Giao dựng niềm tin với ánh mắt đồng lời nguyện xin, chúng con dâng muôn ngàn y tình. Chúa nhân từ xin nâng lên linh hồn con đã yêu. Tôi đã bắt tôi yêu thương.
Chúng con cầu xin.
để giữ được ước tiền
cho nên chính là gương đi của hiện tượng rất cao cả đã được lên hợp với Chúa và giúp cho hạnh phúc của Ngài. Bài đọc thứ hai Chúa sẽ nhắc nhở chúng ta điều này, đó là Chúa đó là thời gian mà Chúa sẽ lau sạch các tội lỗi, không còn là của bộ tốt lành của Chúa chúng ta
khi gặp Chúa chúng ta được hạnh phúc. Và trong cùng tôi xin được có một đạo đạo công việc làm của chúng ta hôm nay tu hợp nhau cho nhà thờ để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của chúng ta làm đẹp lòng Chúa đi. Tôi mong muốn chuyện này bởi vì trong người dễ đặt của Chúa không một dễ đặt đặc biệt mà ngày nào kính cha mẹ ông bà tổ tiên của con và những ơn phúc mà chúng ta có được rất nhiều đến đổ và cha mẹ của chúng con. Cha mẹ là đức để phúc lại cho con cái, nhiều phúc này chúng ta đây hôm nay nhờ cha mẹ ông bà chúng ta đã cố gắng lập tức làm việc lành, làm việc thiện, giúp đỡ những người thiếu thốn, tôn thờ Chúa cả trong giây phút khó khăn. Chúng ta có cái người nào ông bà của mình chúng ta đây này chết cũng không mà trôi sẵn sàng chịu chết đổ máu mày ra. Các ngài làm như vậy để bây giờ nhờ đó chúng ta được chư phúc. Thế thì chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng ta các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ thật thánh thiện đạo đức. Nhưng đồng thời chúng ta cũng được mời gọi hãy sống làm sao để chúng ta bây giờ là ông là bà là cha là mẹ là thầy là chị, sống làm sao để cho con cái của mình, anh chị em của mình, những người thân yêu của mình cũng nhờ đó mà được chư phúc. Như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ đem lại hạnh phúc cho các thế hệ sau này chứ không phải chỉ cho riêng chúng ta. Amen. Xin mời ông bà chúng ta cùng nhau dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống và tin người thì sẽ không phải chết bao giờ. Trong ngày cầu nguyện cho ông bà tổ tiên chúng ta hôm nay, với niềm tín thác nơi Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc của chúng ta và mọi ý hữu đã qua đời sớm được hưởng nhan ơn Chúa. Chúng ta cùng cầu
Để cầu cho các tín đồ đã qua đời.
Một tình yêu
lời Chúa.